dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật lớn có tính chất quan trọng đặc biệt có tác động sâu rộng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân vừa qua dự thảo luật đã được quốc hội xem xét cho ý kiến tại ba kỳ họp ủy ban thường vụ quốc hội đã họp cho ý kiến về dự án luật tại bảy phiên họp chính phủ đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề để hoàn thiện dự án luật dự thảo luật đã được lấy ý kiến nhân dân quá trình hoàn thiện dự thảo luật đã có sự tham gia của đông đảo các cơ quan tổ chức chuyên gia Tiếp đó tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trên cơ sở 29 ý kiến phát biểu và 9 ý kiến góp ý bằng văn bản của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tại phiên họp sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành thảo luận về kết cấu của báo cáo các nội dung tiếp thu giải trình góp ý trực tiếp vào dự thảo luật như phương pháp định giá đất quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm